Trái như núi xanh thành thơi, giường mây trắng cửa vô sinh mở rồi, chạm nhiên và bất động. Xà thú, xà thú. Bây giờ chúng ta quay lên tượng Đức Phật, chúng ta lễ ba lễ và chúng ta niệm hồng danh của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sau đó chúng ta sẽ tụng kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời, dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc can châu quận ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư gia xoa tháng bà cùng Long Vương dưới nước trên bờ, nơi không bằng thẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là lời ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Tôi xin dâng các lễ vật này, nhưng là nhang đèn để cung Phật Pháp Tăng Tam Bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân. Nhưng là cha mẹ tôi và tôi đều được sự tân hoa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Làm lễ Đức Ba Ra Hòa đó, ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Ra Hòa đó, ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Ba Ra Hòa đó, ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đắc thắng toàn bọn ma vương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh. Tôi xin hết lòng thành kính mà làm lễ ngài. Chư Phật đã thành chánh giác trong kiếp quá khứ, chư Phật sẽ thành chánh giác trong kiếp vị lai,
chư Phật đang thành chánh giác trong kiếp hiện tại này. Tôi xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư Phật trong tam thế ấy. Đức Thế Tôn hiệu ứng cung, bởi Ngài đã lìa các tội lỗi nên hiện kiến tận thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Đức Thế Tôn hiệu chánh biên tri, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác. Tự Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Đức Thế Tôn hiệu minh hạnh túc, bởi Ngài toàn đắc ba cái giác, cái giác và 15 cái hạnh. Đức Thế Tôn hiệu thiện thể, bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, sanh bất diệt đại niết bàn. Đức Thế Tôn hiệu thế gian giải, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Đức Thế Tôn hiệu vô thượng sĩ, bởi Ngài có đức hạnh không ai bì. Đức Thế Tôn hiệu điều ngự trượng phu, Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Đức Thế Tôn hiệu thiên nhân sư, Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn hiệu Phật, bởi Ngài giác ngộ ly tư diệu đế, ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Đức Thế Tôn hiệu Thế Tôn, bởi Ngài đã siêu tam giới. Ngài không còn luân hồi lại nữa, chẳng có gì đáng cho con phải nương theo. Chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Ý như lời chân thật này, con xin hết lòng thành kính cúi làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Các pháp đúng theo bát chánh, là con đàng đi của bậc thánh nhân, là con đàng chánh dẫn người hữu chi nhập niết bàn được. Pháp bảo là pháp diệt trừ các sự lao khổ và các điều phiền não, là pháp chỉ dẫn chúng sanh thoát khỏi cái sụp tử luân hồi. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ pháp ấy. Các pháp của chư Phật đã có trong kiếp quá khứ, các pháp của chư Phật sẽ có trong kiếp vị lai, các pháp của chư Phật đang giao truyền trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ các pháp trong tam thế ấy. Tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Pháp thanh có chín hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Pháp mà chư thanh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác. Nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý, pháp độ cho đất quả không chờ ngày giờ. Là khi nào đạt đất quả không chậm trễ, pháp của chư thanh đã đất quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Pháp của chư thanh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Pháp mà các hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết,
được thấy từ nơi tâm, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có pháp bảo là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Y như lời chân thật này, con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chư thanh tăng đã được trong sạch, đang cho người dân lễ cúng dường, vì lục căn của các ngài đã thanh tịnh, lòng tham muôn đã dứt trừ, là tăng đã thoát ly trần tục. Con xin hết lòng thành kính mà làm lễ chư thanh tăng ấy. Chư tăng đã đắc đạo cùng quả trong kiếp quá khứ, chư tăng sẽ đắc đạo cùng quả trong kiếp vị lai, chư tăng đang đắc đạo cùng quả trong kiếp hiện tại này. Con xin hết lòng thành kính làm lễ chư tăng trong tam thế ấy. Tăng là các bậc thịnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn. Pháp tăng là các bậc thịnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn theo thánh pháp. Tăng là các bậc thịnh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Tăng là các bậc thịnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc, tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Hoàng, tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Tăng nếu đem chiếc thì có tam bậc, tăng đã đắc đạo Tu Đà Hoàng, tăng đã đắc quả Tu Đà Hoàng, tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm, tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo A Na Hàm, tăng đã đắc quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo A La Hán, tăng đã đắc quả A La Hán. Chư tăng ấy là các bậc thịnh văn đệ tử Phật, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi, ở phương xa đem đến dân cúng. Các ngài đang thọ lãnh của tinh thế mà họ để cho các thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Các ngài đang thọ lãnh của tinh thế tịnh ly nhân quả đem đến dân cúng, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có đức tăng là quý bao, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con. Y như lời chân thật này,
con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con xin hết lòng thành kính làm lễ 28 vị chánh biến tri, 12.000 vị chánh biến tri và 500.000 vị chánh biến tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại đều diệt tận. Hết lòng thành kính làm lễ 55 vị chánh biến tri, 24.000 vị chánh biến tri và 1.000.000 vị chánh biến tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận. Con xin hết lòng thành kính làm lễ 109 vị chánh biến tri, 48.000 vị chánh biến tri và 2.000.000 vị chánh biến tri. Con xin hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biến tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biến tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xa Lợi, Đại Thọ Bồ Đề và Kim Thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin lễ bái các phần bảo tham Xa Lợi, Phật Đà, Bồ Đề khắp cõi Xa Bà, luôn luôn thành kính hương hoa cúng dường. Chúng con xin cúng dường Phật bao bao cảnh hoa hoàn hảo hiến dâng, cầu mong thoát chốn mê trần, niết bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Chúng con phải chịu thế ni, xác thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Chúng con xin cúng dường pháp bảo, bao cảnh hoa toàn hảo hiến dâng, cầu mong thoát chốn mê trần, niết bàn chóng đến hậu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Chúng con phải chịu thế ni, xác thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Cúng dường tăng bảo, bao cảnh hoa hoàn hảo hiến dâng, cầu mong thoát chốn mê trần, niết bàn chóng đến hầu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Chúng con phải chịu thế ni, xác thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Dâng hoa cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ ứa sầu, tâm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dâng hoa cũng đến Đạt Ma, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tâm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dâng hoa cũng đến tăng già,
nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tâm thần tư đài khỏi sao điêu tàn. Xin thỉnh tất cả chư thiên ngự trong hư không thế giới, hoặc ngoài hư không thế giới này là bậc có lòng an tịnh và đã quy y Tam Bảo, là bậc năng chuyên cần việc hạnh phúc. Xin thỉnh tất cả chư thiên ngự trên Tu Di Sơn Vương, tinh anh bằng vàng rồng cao thượng. Xin thỉnh tất cả chư thiên là bậc hiện triết, đồng cư hội nơi đây, đặng nghe lời vàng của Đức Thích Ca Mâu Ni, là pháp vô lượng làm cho phát sanh điều an lạc. Sự phước bao mà chúng tôi đã làm, thành tựu các thứ quả, cầu xin giả xóa chư thiên và phạm thiên trong cả thế giới ta bà. Tất cả giả xóa chư thiên cùng phạm thiên khi đã thọ lãnh phước ấy, xin đồng tâm hoan hỷ trong Phật Pháp, xin dứt lòng dễ vui và tùy phương tiện quy bao để hộ trì Phật Pháp. Cầu xin Phật Pháp hằng được thành đạt và chúng sanh hằng được tân hoa. Cầu xin tất cả chư thiên hộ trì Phật Pháp và tiếp độ chúng sanh. Cầu xin cho tất cả chúng sanh đều được yên vui, được vô khổ cụ, là người có thiện tâm luôn cả thân bằng cùng quyến thuộc. Tất cả nhân loại cùng chư thiên trong 10.000 thế giới ta bà hẳn mong cầu và cố gắng tìm xét trong 12 năm những điều hạnh phúc vẫn chưa tìm thấy. Xôn xao thâu đến cõi trời phạm thiên trong khi ấy, Đức Phật có giảng giải những sự hạnh phúc làm cho các tội lỗi đều phải tiêu diệt, chúng sanh nhiều không xiết kể, đã nghe và đã được dứt khỏi các sự thống khổ. Ta là A Nan Đà có nghe như vậy. Một thở nọ Đức Tôn Kỳ Viên tịnh xa của trưởng giả cấp cô độc gần thành xa về. Khi ấy có vị trời chiếu hào quang xinh đẹp, làm cho trọn cả Kỳ Viên sáng ngời rực rỡ. Vị trời ấy đến nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đứng tại chỗ nên đứng. Khi đã đứng yên, vị trời ấy bèn bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kể rằng: tất cả chư thiên cùng nhân loại đều cầu xin được những hạnh phúc và cố tìm xét những điều hạnh phúc. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài mở lòng bác ái về những hạnh phúc cao thượng. Đức Thế Tôn tỳ lời hỏi mà giảng rằng: một, tư cách không xu hướng theo kẻ dữ; hai, tư cách thân cận các bậc trí tuệ; ba, tư cách cung dường các bậc nên cúng dường. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một, tư cách ở trong nước nên ở; hai, tư cách của người đã làm được việc lành để dành khi trước; ba, nết hành giữ mình theo lẽ chánh. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một, nết hạnh của người được nghe nhiều học rộng; hai, sự suốt thông phận sự của người xuất gia; ba, điều học mà người đã thọ trì được chính chắn; bốn, lời mà người nói ra được ngay thật;
cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một nết hạnh phụng sự mẹ, hai nết hạnh phụng sự cha, ba sự tiếp độ vợ con, bốn những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một nết hạnh bố thí, hai nết hạnh ở theo Phật pháp, ba sự tiếp độ quyến thuộc, bốn những nghề vô tội. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một nết hạnh, hai sự thu thúc để tránh khỏi sự uống rượu, ba sự không dễ vui Phật pháp. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một sự tôn kính bậc nên tôn kính, hai nết hạnh khiêm nhường, ba tri túc đến của đã có, bốn nết hạnh biết ơn người, năm nết hạnh tùy thời nghe pháp. Cả năm điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một sự nhịn nhục, mà hai nết hạnh người dễ dãi, ba nết hạnh được thấy các bậc sa môn, bốn nết hạnh biện luận về Phật pháp. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Một sự cố gắng đoạn tuyệt điều ác, hai nết hạnh hành theo pháp cao thượng, ba nết hạnh thấy các pháp diệu đế, bốn nết hạnh làm cho thấu rõ niết bàn. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Sao động vì pháp thế gian, hai không có sự uất ức, ba dứt khỏi tình dục, mà bốn lòng tự tại. Cả bốn điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Tất cả chư thiên và nhân loại, nếu được thực hành theo những điều hạnh phúc như thế, là người thắng hoa trong mọi nơi, thì hằng được hạnh phúc trong mọi nơi. Chư thiên này, các người nên tin rằng cả 38 điều hạnh phúc ấy là hạnh phúc cao thượng. Phước căn con đã tạo thành là do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phàm thiên cùng là, bậc trời vô tướng được mà hưởng an. Phước con hồi ương dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Xin cho sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm hú ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sa thú, sa thú. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ cho phước báo mà tất cả chúng con đã trong sạch làm được trong ngày hôm nay. Sa thú, sa thú, sa thú. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ cho phước báo mà tất cả chúng con đã trong sạch làm được trong ngày hôm nay. Sa thú, sa thú, sa thú. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ cho tất cả phước báo mà tất cả chúng con đã trong sạch làm được trong ngày hôm nay. Thú, sa thú, sa thú.
Bây giờ chị ngồi tại chỗ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức, thay mặt chị Phượng, xin mời tất cả quý vị quan hỷ, những vị nào sắp xếp hoa đăng, quan hỷ đem lên phía trước đây, để trước mặt chị Phượng và những ban tổ chức và gia đình. Quý vị quan hỷ để phía trước mặt những ngọn nến hoa đăng. Bưng lên hoa đăng để lên trước mặt tổ chức ghi lễ trên này. Để trước mặt những vị nào mà gia đình thí chủ rồi phía sau. Chị lưu động, chị nói là chúng ta trật tự một vài người á, đứng lên cái chúng ta lấy hoa đăng để trước mặt từng người từng người. Vì số hoa đăng có hạn cho nên ban tổ chức ưu tiên cho gia đình thí chủ. Ở phía trên những thăng bằng gia đình thí chủ đã phát tâm cúng dường phá thiền 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18. Và các vị chư thiền sinh, chúng ta tùy hỷ phước báo để cúng dường hoa đăng trong ngày hôm nay. Nên là hoa đăng có hạn, nên là quý vị quan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông Hòa Thượng Đại Thiền Sư đã thắp ngọn nến và truyền lửa đến Chư Tăng, và Chư Tăng sẽ cùng Hòa Thượng truyền lửa đến cho tất cả chư thiền sinh. Đây là ngọn lửa công đức từ vị Hòa Thượng và từ nơi Chư Tăng, nên là quý vị chư thiền sinh quan hỷ không tự ý mà đốt hoặc quẹt lên cái đèn của mình, và chúng ta phải nhận từ ánh lửa trí tuệ từ nơi Hòa Thượng Đại Thiền Sư. Và khi chúng ta nhận xong và chúng ta ngồi, chúng ta giữ cái ngọn nến của mình. Cái người nào mà bị tắt coi chừng nha, tắt lửa đó, tắt lửa. Rồi xong rồi mình ngồi xuống, ngồi xuống chỗ cũ, ổn định chỗ ngồi. Nhớ ngồi giữ ngọn nến, ngọn đèn của mình. Xong rồi mời quý vị ngồi an tọa. Trước mặt mình là ngọn nến do sư phụ và chư tăng đã truyền lửa. Và ngọn lửa này từ nơi Hòa Thượng Bậc Đại Thiền Sư
bậc đại khổ hạnh. Quan hỷ tắt cái quạt dùm cho Sương cái. Tắt cái quạt bên đây, bên tay phải từ phía trên nhìn xuống. Dạ, tất cả những cái quạt quan hỷ, tắt hết những cái quạt. Rồi phía dưới tắt hết những cái quạt. Rồi xong khi sư phụ và chư tăng đã truyền lửa, chúng ta quan hỷ ngồi trang nghiêm và đã, dạ đúng rồi, ngồi xuống hết, ngồi tại chỗ của mình, và phía trên là ngọn đèn. Quan hỷ chúng ta tắt những cái ngọn hai bên ngọn đèn giảm bớt lại. Đèn hai bên. Các anh em nào bên âm thanh, quan hỷ tắt đèn. Tắt đèn điện. Tắt điện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này rất là trang nghiêm thanh tịnh, xin mời tất cả hội chúng chúng ta ngồi thiền 10 phút tĩnh tâm. Phía trước mình là ngọn nến. Chúng ta ngồi thiền tâm từ, đọc thầm trong tâm, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được sự an vui mát mẻ, nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được sự an vui mát mẻ.
Xin mời chư thiền sinh từ từ mở mắt ra, nhìn lên ngọn đến của mình. Chúng ta thể hiện sự tri ân đến cha mẹ của chúng ta. Kiến thức, tình cảm, sự nghiệp, mạng sống của chúng ta đều do cha mẹ tác tạo. Hơi thở còn ra vào, trái tim còn nhịp đập, là chúng ta mắc nợ ân tình cha và mẹ. Cha mẹ là vị A-la-hán của người con. Cha mẹ là vị Phật của người con. Cha mẹ là vị tiên sư ban đầu của người con. Khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này cũng đều do cha mẹ. Chúng ta phải tri ân đến cha mẹ. Cha mẹ còn hiện tiền, chúng ta phụng sự, cúng dường, lo lắng, quan tâm. Cha mẹ đã vớ vãn, chúng ta tạo những công đức, những thiện sự để hồi hướng đến cha mẹ đã vớ vãn. Và chúng ta tri ân đến thầy tổ, những vị minh sư. Chúng ta tri ân đến những người giúp đỡ cho ta. Chúng ta tri ân đến thí chủ. Và ngày hôm nay chúng ta tu tập khóa thiền tại khu du lịch Sơn Tiên. Chúng ta cũng có sự tri ân cầu nguyện cho những người giúp đỡ ta được nhiều sức khỏe, hanh thông trong cuộc sống. Xin mời tất cả thiền sinh chắp tay lại để nghe kệ phụ mẫu, để hướng đến tri ân hai bậc đấng sanh thành. Cung thỉnh Đại Đức Pháp Hiếu chủ trì khóa lễ. Kính thưa cha mẹ tượng tri, nghĩ si con sợ lỗi nghỉ ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kẻ thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phụ phục mong dung tội rầy. Khi con la không rảy tai, từ bi mẹ thương thai não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật quê trước ung dung lao chùi. Giặc rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gom những mùi thối tha. Từ bi thai lòng mẹ cha, ơn tài trời đất khó mà đam xong. Cầu cho cha mẹ thải đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Quý vị xá một lại, và chúng ta cầm cái đèn của mình lên, để phía trước. Tất cả mọi người cầm đèn lên, để phía trước, nhìn nơi Đức Phật đang phía trên.
để dâng đèn, cầm đèn lên, hai tay. Cung thỉnh Đại Đức Pháp Hiếu tụng kinh Bali và tiếng Việt lễ dâng đèn. Imme te pa to pa te sangare po ta tham mang sangang abe po chay ye amme me ta pe ta ti nang kona wan hai gia đề ca ra tang a tang yai ta ya sao ca ya con dân gian các lễ vật này nhớ ca là nhang đèn để con Phật pháp tăng tam bảo ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân nhớ là cha mẹ con và con đều được sự tăng hoa sự lợi ích sự bình an lâu dài. Tiếp theo chư tăng tụng kinh cầu an phúc chúc cho đến tất cả chư thiền sinh. Quý vị cũng giữ nguyên ngọn đèn ngọn nến trên tay. Nam mô tát sa bá cô a to a ra to sa ma sa bồ tát sa nam mô tát sa bá cô a to a ra to sa ma sa bồ tát sa nam mô a ra to sa ma sa bồ tát sa bồ tát sa ra nang ga cha mê tham ma sa ra nang ga cha mê sang ga sa ra nang bế bồ tát sa ra nang ga cha mê tu đề yam bế tham ma sa ra nang ga cha mê tu đề yam bế sang ga sa ra nang ga cha mê ta đề yam cai cha mê ta đề yam bế tham ma sa ra nang ga cha mê ta đề yam bế sang ga sa ra nang ga cha mê ba ni thiên ta ba ta ya ta ta ca ta ta sa ta pa ra ma yo ta sa ba ra ma ta ba ra ma yo pa ya ma ha ba ra ya ke te sa ya re ya pa ye ma pa vi a ca bi a wa con te chi a te nha pe ne ca ma na ba ti a ni cha re ya ra về cha ya sa ba nho ta ni nam ba đề về ta na wa lo ko ta ra tham me de sa pe pe me bo na ko na a wa je twa we sa la ya ta sa pa ka ran ta re Paranta garanta ya sma ananta te ra ve ya karanya cha ta opata pe tva ko de sata saha se sa cha ka wa le sa te wa ta ya sa na cha vệ sa la ya bồ đề ro kia ma na sa tam bệ ca sa bồ tát đi vi tham bệ yang ke pa man ta ra ti a bệ se pa ran ba nam ma e sa pe ti yo vi va ya do sa ba ro ca vi na sa te mi a te pa van toan ta ra yo sa ke ti kia yo ko pa va pi vi a ta na sa le và cha ye na cha ta ra tha mi a van tha de a yo van na sa khang pha la pha va do sa pha mang kha lang ra khan do sa ba thi va ta sa ba pun thi
sa thầy bà văn đô tê bà văn đô sa bà mang khả lăng ra khan đô sâm bà tê vá ta sâm bà tha miê nô bìa vê nà sa tìa sa thầy bà văn đô tê bà văn đô sa bà mang khả lăng ra khan kia nô bìa vê nà sa tìa sa thầy bà văn đô tê nà khá tài yá kà bô ta nà pa pa ka nê vía ra nà pa ra ta sa nô bìa vê ở ba tha về cầu xin cho sở đổi đó con người đều được xa lánh na cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dân khỏi sợ tai hại cũng chẳng có đến cho người cầu xin cho người được sợ an vui đường thọ cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sân đẹp ma an vui sức mạnh hàng thêm đến người là người năng nghiêng mình lễ bay cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính càng bận tu hành tiền tấn ai nhất là bận và bờ trưởng lao tất cả hạnh phúc hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ hoài đứng của chư Phật do nhờ hoài đứng của giáo pháp đến của chư tăng ca sự thành lời thường thường đến người do nhờ các đức nhất là đến của chư Phật sự huynh hiện sự phan tài giả sự phan lợi vật sự lô sự an vui hoặc sức mạnh sự phước lại sự sống lâu sự tấn tài sự tấn qua sự sang cả và sự sống và sự thành tổ trong việc nuôi mạng cho được an vui tất cả sự ấy cầu xin hằng đến cho người cầu xin cho cá thiện tính được sự lợi ích được sự an vui được sự tấn hóa trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiện tính khỏi bệnh hoạn được an vui và những người trong gia viên ca thai cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tô mê mang cho được thành tô mê mang thành tô mê mang sa thu sa thu sa thu tiếp theo chương trình là vị hòa thượng đại thiền sư đi đầu tiên, sau đó là đi hai hàng. Chư Tăng nhớ là đi hai hàng và chư thiền sinh chúng ta đi theo. Rồi mỗi người chúng ta cầm cái đèn của mình đi trong sự chánh niệm, tỉnh giác và cầu nguyện. Rồi đi đến để thả đèn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhắc lại là hòa thượng đi chính giữa và đi hai hàng, rồi chư thiền sinh cũng đi hai hàng, đi theo từ từ chánh niệm. Xin mời quý vị khởi thân đứng dậy từ từ, coi chừng tắt đèn. Và tối hôm nay lễ cúng đèn, chư thiên cũng rất là hộ trì, không có gió. Chí Nam ơi, qua đây mẹ gặp chút. Gió nó không có lớn để làm cho tắt đèn và đã ủng hộ cho lễ cúng đèn tối hôm nay. Đi hai hàng, hòa thượng đi chính giữa và mọi người đi hai hàng, đi trong sự chánh niệm. Nhớ coi chừng đèn của chúng ta tắt, đi từ 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 từ. Xin chư thiên và nhân loại phước báo mà chúng con cúng đèn tối ngày hôm nay. Sa thu sa thu sa thu lành thai.
Chư thiền sinh chúng ta đi hai hàng, đi từ từ chánh niệm, nhớ giữ ngọn đèn của chúng ta. Chú thiện nam nào mà chưa có đèn có thể, hay quý vị nào chưa có đèn đi đến để nhận ngọn đèn ở phía trên của sư. Quý vị nào chưa có thể đi đến. Chúc mừng con. Hết đèn rồi. Cái cuối cùng. Cái cuối cùng. Quý vị đi vào hàng chánh niệm tỉnh giác, quý vị nào cũng không có đèn thì có tâm đèn, tâm nó trong sáng, chúng ta cũng chắp tay cũng đi để cúng đèn. Ngọn đèn, ngọn nến khi chúng ta cúng dường đến Đức Phật biểu hiện sự trí tuệ soi sáng. Nên là quý vị nào mà không có đèn thì có tâm đèn. Nguyện cầu lúc nào chúng ta sanh ra đều có trí tuệ. Đối với những người giàu có đầy đủ tài sản vật chất mà không có trí tuệ, mà ngu ngu ngơ ngơ, cũng gắt bị người khác lừa đảo, sẽ mất tiền, mất của cải. Nên là trí tuệ nó sẽ bảo vệ cho chúng ta giữ gìn được những tài sản quý báu. Và trí tuệ để giúp cho chúng ta trong cuộc sống được an vui. Trí tuệ nó giúp cho chúng ta giải thoát được sanh tử luân hồi. Tu thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền, có trí tuệ nhất định gần Niết Bàn. Và tối hôm nay chúng ta tu thiền và cúng dường đèn, phước báo của chúng ta rất là to lớn. Chúng ta đi từ từ chánh niệm, tỉnh giác và được sự hướng dẫn của ban tổ chức cúng dường đèn, thả hoa đăng với sự trang nghiêm, thanh tịnh, nhẹ nhàng, quan hỷ. Công đức, phước báo, trí tuệ của chúng ta được vô lượng.
saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức cho phép quý vị thiền sinh chúng ta giải lao khoảng cỡ 10 hay 15 phút. Quý vị có thể đến uống nước hay là ngồi thoải mái. Và sau 20, 15 phút chị Phượng sẽ điều phối chỉ đạo tiếp tục chương trình tối hôm nay. Nam mô. Có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông Tây. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu. Tiếng tiêu ru lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ màng. Đường chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoàng. Già thương nhớ, nhớ đến tôi, lõm khom đi tìm con. Khi tôi về, bồi hồi trong nắng, tưởng gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng, cứ gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biết đi cuối cùng trước khi phân kỳ. Chạnh lòng thương nhớ, nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng đó thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi.
trong nắng, thường gặp người em hân hoan đứng đón anh về. Nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn, con đò nào đây đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng, thường gặp mẹ tôi dưng dưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ. Chạy lòng thương nhớ những phút xưa qua qua rồi. Lạnh lùng tương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đò nắng vẫn lên, vẫn trăng treo ven đồi, mà hình bóng cũ hiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Mà hình bóng cũ hiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Gặp nơi cuối chân trời xa, mỗi năm nghe xuân đến nôn nao lòng muốn về. Có người đã mấy xuân qua chưa về nơi quê hương nhà, mãi mê lo cuộc sống cơm mau suốt ngày đêm. Người ta vui đón tết bên men rượu ấm nồng. Ôi ai hiểu cho tôi bao năm vắng bon ba đô thành phố thị, đêm xuân giao thừa 30 tết người ta vui tiếng pháo, còn tôi buồn não lòng. Thế rồi xuân đến xuân đi, quê nhà nay trông rất lạ. Mẹ ra nơi đầu ngõ mong đưa con miền xa về quê vui đón tết bên gia đình xứng vầy. Và hôm nay hội tụ nơi khóa thiền do sư phụ Lo Pho Chiểu truyền dạy thiền cho chúng con, như chúng con đang được về nhà, đang được đón một mùa xuân hạnh phúc và thành đạt. Phố phường vui đón xuân xa, mai vàng đông đưa bên thềm. Dù ai xuôi ngược khắp nơi cuối chân trời xa, mỗi năm nghe xuân đến nôn nao lòng muốn về. Có người đã mấy xuân qua chưa về nơi quê hương nhà, mãi mê lo cuộc sống cơm mau suốt ngày đêm. Người ta vui đón tết
bên men dịu ấm nồng. Ôi ơi hiếu cho tôi bao năm vắng buôn ba đô thành phố thì đêm xuân giao thừa 30 Tết người ta vui tiếng pháo còn tôi buồn não lòng. Thế rồi xuân đến xuân đi quê nhà nay trông rất lạ, mẹ ra nơi đầu ngõ mong đưa con miền xa về quê vui đón Tết bên gia đình sum vầy. Mẹ ra nơi đầu ngõ mong đưa con miền xa về quê vui đón Tết bên gia đình sum vầy. Xuân xa xứ nôn nao lòng muốn về, mẹ ra nơi đầu ngõ mong đứa con miền xa về quê vui đón Tết bên gia đình sum vầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thứ, sa thứ, sa thứ. We release all bad karma and we come to relax, listen the song. Then after that, we are pray or we are meditation to make balamat to be complete. Then we will get happy and success. Hai cái ngày hôm qua và hôm nay chúng ta đã thực tập rất là nhiều. Chúng ta đã ngồi thiền, tụng kinh, đi kinh hành, nghe pháp và được giảng pháp, được học rất là nhiều. Và sư phụ cũng đã làm rất là nhiều cái phép để giải tất cả những cái nghiệp của cả nhà mình rồi. Cho nên là giây phút này là giây phút chúng ta tiếp tục là gọi là tích đức tích phước bằng cách là chúng ta ngồi thiền tiếp tục giống như là sư phụ đã dạy. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị sửa soạn thân tâm của mình cho thật trang nghiêm, thanh tịnh. Và từ lúc này trở đi về sau, thứ nhất là luôn nhớ lời của sư phụ dạy là chúng ta không tạo thêm cái nghiệp mới nữa. Và mỗi ngày khi mà ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật là chúng ta đang bỏ ống vào cái ngân hàng phước của chúng ta, tức là thêm rồi. Ra mọi người là cố gắng. Và chúng ta ngồi thẳng lưng, ngồi cho thoải mái. Sau đó là nhắm mắt lại và nhớ những gì mà sư phụ dạy và chúng ta nhớ. Huy lên đây nè. Lên đây. Huy. Hồi gần. Những ai mà hồi sáng lúc sáng chưa có tới á, để thỉnh quà thì chúng ta tranh thủ lên để thỉnh quà luôn để có thêm cái năng lượng trong lúc ngồi thiền. Người nào chưa thôi nha, tại không có đủ số lượng nhiều. Từ từ, từng người. Sắp hàng, các bạn ơi. Ai chưa có thôi nha, còn... Không có nhiều vậy đâu. Chừng khoảng... Hồi nãy ai đưa tay... Ai đưa tay chưa có đó thì chỉ có vài người thôi.
Còn ai có rồi thì lưu ý là nhường cho người khác. Tại quà mỗi người chỉ được một phần thôi. Cần xá thôi, tại vì chúng ta tiếp tục cái thời gian để tranh thủ thời gian, không cần phải lại ba lại, xá thôi. Anh Trung đưa giùm em. Chúng ta nhớ là chúng ta đi tu tập nha, để bắt đầu bớt những cái tham, cái sân, cái si. Ai có rồi thì nhường cho người chưa có. Em nhắc nhẹ thôi, ai có gì tự suy nghĩ. Em là không có gì luôn. Có một cái vị cư sĩ hỏi Đức Phật rằng là trời ơi, nhờ má Dung cho nên mấy người sao mới được hưởng đó. Hỏi Đức Phật là Đức Phật tu cho đến bây giờ là ngài được cái gì rồi. Ngài nói từ lúc tu đến giờ ngài mất đi chứ ngài không có được. Thì ngài mất đi cái tham, cái sân, cái si. Đó thì chúng ta cũng ráng tu giống được vậy nha, mới có được kết quả. Còn tu mà chất chứa thêm không thì suy nghĩ lại. Not enough tomorrow. Yeah. Sẽ có một số người không có đủ quà do rằng là ngày mai sẽ có cái quà khác. Bởi vì cái quà này là đặc biệt dành cho những cái người tu nhiều hơn những người ít tu. Công bằng. Đúng vậy. Phượng đâu? Ngày mai có cái quà khác. Quà này là của, nãy nhắc lại, quà này là quà của cái người mà tu tập nhiều hơn, những cái người mà hai ngày không có tham gia. Cho nên rằng là chúng ta nếu mà không có thì cũng cứ hoan hỷ xá sư phụ ba xá. Hết rồi con, xá sư phụ ba xá để lần sau được nhiều phước hơn. Ngày mai chúng ta rồi, ok, chúng ta xá rồi chúng ta quay về chỗ của chúng ta để ổn định lại. Xá sư phụ ba xá. Xa thú cả nhà. Trong mỗi cái bì thư á, là nó có một cái một món quà và nó có một ý nghĩa tương đương với lại cái lời chúc
mừng cho năm mới của mỗi người. Ngày mai chúng ta sẽ được cái quà đặc biệt hơn. Nhưng cái người nào tu nhiều thì được hai phần. Bởi vì mai mốt nghe tu thì cố gắng. A-di-đà Phật, em cũng không muốn quý vị tham đâu. Ok, giờ là giây phút chúng ta thiền. Bắt đầu chúng ta sẽ sửa soạn thân tâm mình lại và mau chóng ổn định thiền đường, không có đi tới đi lui, không có tạo tiếng ồn, không có nói lớn tiếng. Và nhắc lại là những cái lời dạy của sư phụ cho tất cả thiền sinh của chúng ta, có những người mới cũng chưa có tham gia và những người cũ thì hiện nay là thực hành rất là tốt rồi. Nửa tiếng, một tiếng là không có thành vấn đề nữa. Chỉ có những cái người mới thì cái cách của sư phụ thiền rất là đơn giản. Thứ nhất, chúng ta nhắm mắt lại. Và khi thiền, chúng ta sẽ có ba cái việc như thế này sẽ xuất hiện. Thứ nhất là bị đau chân, thứ hai là bị đau lưng, và thứ ba là buồn ngủ. Và trong lúc thiền, cái tư tưởng, cái suy nghĩ của chúng ta nó sẽ liên tục nó xuất hiện từ cái suy nghĩ này sang suy nghĩ khác. Và chúng ta biết khi mà bắt đầu cái tâm chúng ta nó bắt đầu phóng những cái suy nghĩ khác là chúng ta quay trở lại, chúng ta nhìn cái hơi thở của chúng ta. Chúng ta thở vào, hít ra, chúng ta quan sát cái hơi thở của mình, quay trở lại. Còn khi mà, nhưng mà đừng điều khiển, cứ dòm cái hơi thở thôi, chứ đừng có cố gắng điều tiết cái hơi thở hoặc như thế nào. Và xung quanh có những cái tiếng động, tiếng ồn, cứ mặc kệ. Dứt khoát phải nhắm mắt cho đến khi nào sư phụ kêu mở mắt thì chúng ta mới được mở mắt. Thì có những lúc chúng ta ngồi thiền khi mà thanh tịnh thì sư phụ sẽ thỉnh chư thiên về để thứ nhất là ban phước lành cho chúng ta, giải tất cả các nghiệp cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta sẽ không tiếp nhận được những cái nguồn năng lượng đó, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bắt đầu là khi mà đau lưng hay đau chân hay là bất kể cái chỗ nào nó khó chịu là chúng ta thả lỏng cơ thể mình ra. Đau lưng, đau chân cũng ráng chịu, đừng có đầu hàng. Bởi vì khi chúng ta đầu hàng tức là chúng ta đã thua ma vương và chúng ta thua cái nghiệp của mình rồi. Sư phụ từng dạy là trả nghiệp trong lúc ngồi thiền là trả nghiệp một cách nhẹ nhàng nhất. Có đau gấp mấy cũng cứ nghĩ rằng đây là một cách để trả nghiệp rất là nhẹ nhàng. Và một cái lời nhắc lại ngày hôm qua cũng có nhắc rồi, là sư phụ đã đi kiểm tra hết tất cả các nghĩa địa, không có ai cái bia nào ghi trên đó là chết vì bị ngồi thiền. Cho nên là yên tâm, ngồi thiền không có chết. Mà nếu có chết vì ngồi thiền cũng là tư thế rất là đẹp, cũng yên tâm, chúng ta sẽ về cõi an lành. Và trước mặt sư phụ là sư phụ cho chúng ta về cõi an lành luôn. Cho nên là nhắc đi nhắc lại rằng khi mà chúng ta ngồi thiền, cố gắng phải chiến thắng cái đau chân, cái đau lưng, cái nghiệp. Khi mà nó quá đau rồi là chúng ta cứ quán cái hơi thở, chúng ta cứ ngồi yên đó. Và cho đến khi nào sư phụ nói đủ thời gian rồi, hít vào thở ra bao nhiêu đó, thì chúng ta sẽ theo cái sự hướng dẫn của sư phụ đó. Thì nhắc lại với cả nhà, biết chắc chắn rằng là tất cả chúng ta ngày hôm nay, ngày hôm qua học được rất là nhiều rồi. Mà kể cả con không nhắc thì chúng ta cũng sẽ chiến đấu rất là dũng cảm. Chỉ có những cái người mới vào thôi. Cho nên là nhắc lại để cái thiền đường ngày hôm nay, bởi vì khi mà tất cả chúng ta cái tâm thanh tịnh á, chúng ta lắng lòng, chúng ta ngồi thiền rồi á, thì các vị hương linh xung quanh cũng được cái phước này của chúng ta, và các ngài cũng rất là hoan hỷ, và chúng ta đang tạo cái duyên cho cửu quyền thất tổ mình cũng được siêu thăng nữa. Cho nên cái việc ngồi thiền của chúng ta là hết sức là quan trọng. Cho nên là chúng ta cố gắng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Đếm 1, 2, 3 và chúng ta bắt đầu. Mọi người ngồi cách cái khoảng cho thoải mái, đừng có đụng cái chân với nhau. Bởi vì khi mà đụng là chúng ta sẽ gồng, sẽ mỏi và sẽ không ngồi được lâu. Rồi chúng ta bắt đầu nha. 1, 2, 3.
đếm 19 lần. Khi đã đủ 19 lần thì từ từ mở mắt ra. Khi đã đủ rồi, chúng ta bắt đầu từ từ mở mắt ra, xoa hai cái tay vào và xả thiền, xoa vào trán, đầu, lưng mặt, hai tay, hai chân, để cơ thể chúng ta bắt đầu lưu thông bình thường trở lại. Đây là một trong những loại mỹ phẩm tốt nhất, rẻ tiền nhất mà dễ làm nhất. Xong chúng ta ngồi yên tại chỗ nghỉ ngơi khoảng 5 phút.
today all of you meditation very good same yesterday. Hôm nay các đệ tử thiền còn giỏi hơn ngày hôm qua. Vỗ tay đi. Who just coming today show the hand like this? Ai mới tới ngày hôm nay đưa tay lên. Bốn người. Ai bên cộng bên kia nữa. Who not get the locket or something? Ai chưa có quà đưa tay lên. How many? 4, 5, 6, 7, 10. Or we bring 10. And tomorrow if someone coming again. Ngày mai ai tới nữa thì được gấp 3. Tu bớt tham nha quý vị. I say that tomorrow. I tell to all of you that this morning we delete the fish. Sư phụ nhắc lại cái lịch từ sáng tới giờ chúng ta đã làm được những gì. Chúng ta kinh hành xong, chúng ta phóng sanh. We have the three fish is a gold color. Và sư phụ nhắc lại là sáng nay có ba chú cá vàng. When we delete that three fish that's crying. Khi mà chúng ta làm cái lễ phóng sanh đó, ba cái chú cá đó khóc với sư phụ rất là nhiều. And they are very happy. Vì các vị đó rất là vui mừng và hạnh phúc. They know they will die, but we delete them and they are very very happy. Các vị đó biết rằng là nghĩ rằng cuộc đời các vị đó đã chấm dứt rồi, nhưng mà nhờ chúng ta đã phát lòng từ và cứu các vị đó. So because of this Lord Buddha talking, no need to kill, no need to eat the life. Và chính vì cái điều đó Đức Phật dạy rằng là chúng ta không nên sát sanh. So sometimes all of us is stop eating fish or everything for 1 month or 1 week or 1 day or 2 day or 1 year or whole life up to you. Cho nên lâu lâu sư phụ rất thích nghe có cái đệ tử nào đó phát nguyện rằng ăn chay 1 tháng, ăn chay 1 năm hay là ăn chay trường luôn thì sư phụ rất là vui nếu ai phát được cái nguyện đó. How you love your life, they also love their lives. Chúng ta yêu cuộc sống của chúng ta như thế nào thì tất cả các chúng sanh khác cũng yêu cái mạng mình y chang như vậy. All of you don't want to die, they also they don't want to die. Chúng ta đều không có muốn chết thì các vị đó, các tất cả các chúng sanh đó cũng đều giống như vậy, không có muốn chết. Because all of us eat them, they die. Vì chúng ta ăn các vị đó, ăn các chúng sanh đó, cho nên là các cái chúng sanh đó mới bỏ cái thân mạng của mình. So if someone eats us, we will die too. Cho nên nếu có những cái chúng sanh mà lớn hơn chúng ta mà ăn thịt chúng ta cũng sẽ chết giống như là các cái chúng sanh đó. The daytime, nighttime, 1 week, 1 month, 1 year, and they eat us, then we will die afterwards. Ngày và đêm cũng vậy, chúng ta cố gắng là chúng ta bảo vệ cái thân mạng của mình thì các vị đó cũng luôn cầu mong là cho mình được sống dai, sống lâu. So before we eat, we thinking first, then after that we eat. Cho nên sư phụ chỉ nhắc các đệ tử rằng là trước khi chúng ta khởi tâm thích ăn một cái món gì hoặc là một cái chúng sanh nào đó, suy nghĩ lại trước khi quyết định rằng là chúng ta ăn. Lord Buddha said, very important we have to pray and meditate every day. Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta rằng là cái tầm quan trọng của cái việc thiền định và lễ lại Phật mỗi ngày rất là quan trọng.
I want to ask all of you that you eat every day, or you eat day one day, or you stop 2-3 days, or you eat every day. Sư phụ hỏi lại rằng là mỗi ngày chúng ta có cần phải ăn hay không? Yes. I want to ask all of you that have someone or not meditation until forget to eat. Someone have or not meditation until forget to eat. Sư phụ hỏi rằng là muốn hỏi các đệ tử rằng là chúng ta có thực hành thiền định giống như là chúng ta ăn hay không? You all eat until to forget meditation. Đa số sẽ là ăn cho đến khi nào quên luôn thiền. Eat every day, but meditation is someday. Chỉ thức ăn thì ăn mỗi ngày, nhưng mà ăn thiền thì lâu lâu mới ăn lần. I say tonight when you go back home, please don't forget to sleep, okay? Sư phụ nhắc lại là nhớ nha, bắt đầu từ hôm nay trở đi, đi về nhà, ngủ ở nhà, và nhớ rằng là trước khi đi ngủ phải ăn thiền rồi mới được ngủ. Sa thú. If sleep very good, sa thú. If no sleep, no. Nếu mà ai mà chịu nghe lời sư phụ ăn thiền thì nói sa thú rất là mạnh, còn ai không chịu là sa thú nhẹ nhẹ thôi. Okay, what to do, pray or what? Okay, bây giờ là nhờ một nhờ sư Nani hướng dẫn thiền chúng walking. Yes. You want to hear something? Chúng ta bây giờ là giờ đi kinh hành. Đi kinh hành xong rồi á, là chúng ta sẽ có thời gian thư giãn. Ai muốn nghe em kể chuyện thì em ngồi chính giữa đây, tập trung xung quanh nghe em kể chuyện. Xong bên đây là có một ít thức ăn buổi tối. Còn ai ở lại để thiền tiếp tục thì chúng ta ở lại. Hồi sáng là hứa mạnh mẽ lắm nha, không biết lát nữa còn được mấy người nè. Lát giao chị Ngọc Quyền kiểm tra coi là ai mà giữ lời hứa ngày mai được thêm phần quà nữa, còn ai mà không giữ lời hứa là dẹp luôn. Chúng ta sắp hàng từ từ đi sau lưng ở quý sư. Con ở đâu? Khi mà hàng ngũ đã chỉnh tề ổn định rồi, một là chúng ta cùng nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho để cúng dường các cái chư hương linh xung quanh, họ rất là thích cái việc này, giữ thân tâm thanh tịnh. Chúng ta khởi thân thật thanh tịnh nhẹ nhàng. Lạy cho vàng vàng xíu. Lumpur. Stop a little bit.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Phật. Mô A Di Đà Phật. Nam 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 mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Chúng ta đọc lớn lên. Nào. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.